Dạ, chào cả nhà mình ha. Hôm nay em có đem hai cây bonsai về ha. Thì một số chân cành đây thì đã chỉnh sửa rồi, nhưng mà theo như mình ghép ha, không có để dài vậy được, thì mình sẽ rút gốc cành lại ha. Như cái cây đây, cái ngọn này em mới rút lại thôi. Ngọn này ha, con này tính ra thì nó bị lỡ rồi, nó bị lỡ nên mình rút lại, mình nói mình sẽ đóng ở đây, để nói một chân cành ở đây nữa ha, thì nó sẽ cân xứng với đường cong ha. Tại hình 1, hình 2, hình 3, hình 4 thì tới hình 5 thì nó nằm cho nó xéo về đây ha. Là như vậy thì nó sẽ điểm được cái khoảng cách nó vừa với nhau. Còn nếu mà hồi nãy để lên hết trên đây ha thì nó nhóng rất là cao ha, cao lên. Đó thì chịu khó thì mặt cắt nó hơi lớn thì mình đóng đây hai bo ha. Đóng một bo ở đây, chịu đây để mình sửa lượng về đây. Đó, còn cái ngọn thì mình nối lên. Tầm bonsai thì không cần cao nhiều ha, nó vừa tầm cân xứng với cây thôi. Cốt này thì sẽ rút lại hết ha, số này nó cũng dư cốt đây, thì mình rút mình chi cành thì chi nó cũng sẽ tiền ha. Ở đây một cái, đây một cái thì cái cành này dư, mình sẽ rút bỏ cành này rồi cắt đây mình nối ra ha, nối nhịp ra. Chứ cái này thì nó ra ngoài thì nó dài quá thì cái cây mình nó không có cân xứng nha, nếu mình vô chậu nó không cân xứng. Cái đây cũng hơi khó đây. Nếu ở đây thì mình lấy lại, chắc lấy cái ngọn này để mình nối tiếp ha. Đóng đây một bò cũng hơi khó ha. Sửa thì nói chung khi mà còn nguyên thủy thì mình sửa ra cho nó có chi cành dài thôi, nhưng mà khi mình rút lại để mình ghép á thì mình sẽ rút ngắn thôi, không rồi mình nói ra từ từ. Nếu mình nói như vậy thì cái cành đây rất là dài ha. Cũng hơi khó. Cây này cũng vậy ha, sẽ rút lại từ từ. Quên để ý nữa ha. Rồi có gì nói nữa không trời, ai cũng khen đẹp trai rồi ha. Dạ, đây rút ngọn lại ha, nối lại cái ngọn trên đây, tại vì nó lớn quá thì chủ tước sửa hơi đơ ha. Con xin chào cha con nha, nhiều like, nhiều đăng ký, ấn vô cái chuông giùm con nha, cô chú ông bà. Trời, thương quá à. Cái này bộ đế thì nó cũng gọn thôi, nhưng mà co lắc lại đẹp hơn ha. Co lắc này lắc ngặt hơn ha, ngặt hơn cái cây bên kia. Các anh chị mình thấy không, co đây lắc ngặt hơn ha. Rồi từ từ cũng rút lại ha, rút chân cành lại. Chung cây này khá là chuẩn ha, cành phong nó chung nằm cũng sửa cũng bài bản ha.
Vậy rồi ha, thì vậy cũng đã hoàn thành rồi. Những cái chỗ này xưa ha, chỗ này nếu mình nối cái chi ra bắt buộc đây mình phải xứa ha, xứa để mình đóng ghép những cái chỗ này, những cái con này ha. Ở đây cũng vậy, đây mình là làm một cái chi cành ra xương cá ha. Điểm là mình sẽ xứa ở đây trước rồi mình sẽ tét keo nha chú chị, mình nhớ tét keo vô để khi nó miếng nhựa mình sẽ đóng vô đây luôn nha. Giống một bộ ba ha, rất cân xứng à. Đó, mình chịu khó rút hết chân cành đi, tại vì cái chân cành lúc đầu thì nó hơi thưa ha, nó hơi thưa quá thì bây giờ mình nếu mình chơi ghép ha thì bây giờ mình phải thâu sâu vô để mình ghép từ tông ra, mình sẽ chỉnh xương cá lại nó sẽ đẹp hơn so với hiện tại bây giờ. Lúc đầu thì rất là gói ha, chân cành rất là gói, như cây này ha, rút lại khá là lùng lực nè. Nói chung là ba cây này khá là chuẩn cốt ha, chuẩn cây, chịu khó rút lại để mình nói theo. Làm bộ ba được ha, cái này nằm giữa đó. Rồi thì cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem qua cái clip của em ha. Chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe, như niềm vui ha, làm ăn thì buôn bán thuận lợi. Dạ rồi, thì em cũng xin mến chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.